khó sửa lắm, cho nên phải cố gắng luôn luôn, phải nhớ nhá. Được chưa? Ví dụ tả ti mình cứ tả ti, được chưa? Tả ti là để đánh con trai rồi, tả ti là vậy, xem được chưa? Tả ti, ví dụ là sóng cưa thì là hát phải hát đúng không ạ? Rồi ok nào, cái khóa nha, cái khóa này. Cảm ơn. 星期五有空吗? 白天还是晚上? 晚上我有空。 晚上? 我想请你参加我的生日聚会。 谢谢, 我一定参加。 参加的同学多吗? 不太多, 很多同学周末有约会, 不能来参加。 卡玛拉是我的好朋友, 我可以带他一起来吗? 当然可以。 欢迎你一起来。 你请了高晓明参加吗? 我没请他参加, 他感冒了, 需要休息。 我请了田中参加。 你们今天是不是要见面? 对, 今天下午, 我们在教室见面。 你让他明天告诉我参加不参加。 好的, 我一定告诉他。 我叫他给你发短信。 Rồi, nào nghe bảo nó sai, nghe lần 1 nó sai, tí nghe lần 2 trả lời không ạ? Nào, nghe lần 1 nó sai, người ai đọc lên đăng cái này nào. Trời đến kia đi, trời đến kia đi nào. Câu 1 là câu 1 Hải Luân xin chịu, bây giờ cô mang. Hết đoạn này. Hết đoạn này rồi, thưa bây giờ kia đi bắt đầu. Hải Luân xin chịu, bây giờ cô mang. Hả? Thế mà, phần nào không sai nào? Câu được ạ? À, hẳn thua thống xuế phụ nữ can gia can gia can can gia can gia Âu Quấn Tơ Sương Dư Chu Huy Hải Lớn Ý Tinh can gia vậy tuổi要见面。 对, 今天下午, 我们在教室见面。 你让他明天告诉我, 参加不参加。 好的, 我一定告诉他。 我叫他给你发短信。 không giờ dịch dịch xong tí trả lời câu hỏi nào.
想带谁来参加聚会？卡罗拉，海伦想
请几个客人吃饭呢？我想请的客人有两个，一个客人你认识？我认识你请的客人。他姓高，叫高小明。海伦，你太客气了，我们是老朋友，这次 AA 制吧。我不是客气，这是不是叫礼尚往来？还有一个人是谁？是不是你的语伴？对，我马上给饭店打电话预约。那晚上照相。你好，大伯子，看小明，朋友请我吃过很多次饭，就是我想请客。小明，饭店买多安排的多，这安排有了这个更自由。lần này tôi muốn hỏi bạn. Tôi chưa giao lì sang quảng lại. Cái câu chỉnh cơ là tôi muốn mời lại. Mời lại. Tại vì lần nào mời đâu có nhiều mình đâu, tôi cao sửa mình đâu. À, đúng rồi. Đúng. Tôi muốn mời bạn. Ok. Đúng. Tôi có qua qua lại. Đây mời bạn anh quay tiểu minh ở đây có nhà bị quay nhà không có được đúng rồi không thích nào của xén xẻng quay đâu của xén xẻng ngắt à để tôi nghĩ đã đúng rồi xén xẻng quay đúng rồi xén xẻng ngắt một giây đây là gì ạ đây là của cha phu chim dậu ý cha ý cha dậu ý cha dùng học hảo chung dùng để đi rồi
để tôi nghe các bạn. Đúng rồi, có đúng rồi, có một nhà ở gần, có một nhà ở gần đây ăn vừa ngon vừa rẻ. Đúng rồi, đúng rồi. Nhà ấy rất nhiều rất chi. Ờ, 是不是需要 预约 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 对 định là rất là có tiếng tăm. Vậy chắc hẳn là rất có tiếng tăm nhỉ. Có phải đặt trước không? Rồi, có cần đặt trước không? 是不是需要 nên câu này nhé. Nên là câu đấy này, rõ ràng câu này là 是不是需要 là có cần thì đáng lẽ câu này người ta có thể sử dụng là yào yào yue. Nhưng mà vì mình biết được rằng là chắc chắn là nó sao sao nó sẽ phải là trước, cho nên mình đặt câu từ 是不是需要 hiểu nếu không ạ? Yào yào yue là gì ạ? Không biết là có thể là trước không, nhưng nếu mình nói là 是不是需要 thì nghĩa là mình biết là cần rồi, mình biết là 需要 rồi, chỉ cần mình hỏi lại chắc chắn lại thôi.
景的。海伦去过很多地方。对，对，第二个。小林街上的那家饭店怎么样？对。小林街上的那家饭店呢？又好吃又便宜。谁叫我来了？干了。小明介绍的那家饭店很有人气，对吧？海伦想请几个人？对。海伦想两个人。想请。想请两个人。对。小明、小郭想让海伦请客。对。人不。小明想花魂不想不想让不想让海伦请客。对呀，那客人呢？嗨，你的哥哥客人在哪了？我哥。喂，你哪客人啊你？我明白，我没错，来了，我们家今天来了两位客人了你。我们家今天来了两位客人，对，我们两个外宾。OK， 那我们来请问，那我上麦什么样的了？喂，上麦数。对，来数，来。五。五。五吗？这里很干净。来数。啊，五，来数了，来数五。Nhiệm vụ của chúng tôi là về nhà ôn lại bài tập bài số 4 và chuẩn bị cho bài số 5 nhé. Sẽ có bài tập về nhà cho mọi người ạ. Được chưa? Về nhà nhớ là bài tập về nhà nhé. Tôi chưa bảo cô, khi ra nghe cô sẽ dễ. Đấy, nghe thì nếu rồi, nếu mà bài nghe thì sẽ có những cái từ nó sẽ có một xíu. Mọi người phải cố gắng nghe nhé. Xong rồi 5 bài nữa lại để thi. Nhưng mà không thấy là đi nhưng mà đúng rồi, nhưng mà có nghĩa là mình đi thuê mình